bé người ta đang ngồi đó mà, mình kiếm chỗ khác mình ngồi đi. Ừ, lâu lâu có chút xíu à. Nhưng mà lỡ em bé đi với người lớn rồi sao? Thôi mình qua bên kia ngồi kìa. Anh nghĩ sao hả? Vậy nắng chết sao ngồi? Dạ hả? Thôi ngồi đi, để em kêu nữa. Bé, dạ, xíu qua cho anh chị ngồi với. Dạ. Ngồi theo. Ủa, Tân đi có một mình à hả? Dạ, bà nội đi tập diễn sinh à anh. Bà nội tập diễn sinh à hả? Dạ. Thì sao không đi tập với bà nội? Em còn nhỏ mà. À ha. À, dạ. Bà ngon, ngon á. Dạ, em cảm ơn chị. Nọ em dặn á, không được ăn của người khác đâu. Sao vậy? Dạ. Tốt ha. Hả? Vậy, vậy em ăn á, anh chị ăn nha. Ê, em ngồi đi, ngồi chung cho nó vui. Dạ thôi được rồi, anh chị ngồi được mà. Ừ, vậy nè, em bỏ gái vô đây đi, đừng dục. Trời ơi, sao tự nhiên dục cùng lum vậy? Không ra đâu. Ngồi à, thấu quá. Mua quá trời luôn á. Ôi, anh chị ơi, anh chị đừng có xả rác ở đây nha anh chị. Ủa sao vậy? Dạ, xả rác đi. Thôi, em khỏi lo. Cái này công viên mà, sẽ có người dọn thôi, em lo làm đúng gì? Rồi, đừng có lo rồi. Thế, thế. Dạ. Ừ, anh ăn giọt dưa. Thấy ăn giọt dưa. Ừ. Ăn không? Em đang ăn bánh. Để cắn ra cho. Ừ. Ôi. Ừ, bé đi được rác của mình rồi. Đúng rồi. Ngồi mà anh. Hả? Sky chân lúc nào cũng phải tay máy, nó phải hoạt động liên tục vậy nó mới tốt. Ngồi dễ thương quá. Mày mốt. Anh kêu nó ngồi im, nó không chịu. Có gì nào em muốn con mình nó cũng dễ thương vậy, suốt ngày đi lượm rác cho ta. Ôi, có đâu nha. Hả? Con tôi á, nó mới ngu vậy à. Rồi, ngu cái gì? Vậy là thông minh á. Minh nhờ tôi á. Ngu này nhờ anh á. Nhờ em á. Nhờ anh. Nhờ anh, đúng không? Nhờ anh, đúng không? Nhờ anh. Trời ơi, tôi luôn rồi. Ôi, xin lỗi con. Ở hôm nay con. Hả? Anh chị ơi. À, anh chị đừng có cắn hộp dưa nữa nha. Sao vậy? Hộp dưa ngon á. Dạ, anh chị cắn chùm lum luôn. Em đừng không có kịp. Ủa? Vậy thôi anh cắn chậm lại nha. Ơ, mẹ lụm kia hả? Dạ, em mới lụm cho công viên sạch sẽ chứ. Chứ cứ xả rác như vậy, công viên bừa bãi sao chị? Em lặng quá. Vậy đã nói với em rồi. Cái này là công viên. Mà đã là công viên sẽ có công nhân vệ sinh dọn đúng không anh? Đúng rồi, cưng đúng rồi. Hồi mất con không phải dọn, hồi có người dọn mà. Ừ. Em nói thiệt nha. Ừ. Sao mấy anh chị ở vô quá vậy? Ơ, cái con bé này. Em, cái này là công viên, có phải là nhà em không? Mà em nói tụi chị vậy hả? Em, tụi chị là hai đứa con gái. Còn anh là đàn ông. Ai cho em cái quyền nói anh với chị vậy hả? Đúng rồi, ai cho em cái quyền nói anh với chị? Không phải, anh với chị vậy hả? Ừ. Em muốn cái công viên này sạch sẽ, gọn gàng. Mà em nói thiệt nha, mấy anh chị có đi học không vậy? Vậy là nó chửi mình ở dơ hay là nó chửi mình vô học vậy? Cô giáo em dạy là không được xả rác ở nơi công cộng đẹp đẽ như vậy. Mà anh chị là xả rác. Đúng là người không có người gốc.